Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay cửa hàng mình là sẽ về một lô Raider mới đời năm 2022 này nha. Thì xe vừa mới về luôn nên là mình sẽ quay cho anh em về cái dòng xe Raider này nha và giới thiệu về cái dòng xe Raider này cho anh em nha. Đó, đầu tiên thì nó sẽ về mấy cái mẫu mới, màu zin luôn. Màu thì cũng có 3 màu zin và 4 màu zin. Thì màu này là màu đỏ đen. Đó, đời 2022 luôn nha anh em. Màu mới luôn. Màu này là màu già, màu đỏ đen. Đó, màu này là màu xanh nhựa B, xanh đen nha anh em. Đó, còn cái màu này là màu đỏ đen. Đó. Là về đủ màu luôn, còn một màu bạc ở trên kia nữa đó. Và anh em rất là đẹp luôn. Giá của này dao động của nó tầm khoảng là 48 đến 49 triệu nha anh em, bao VAT nha anh em. Đây còn mấy con trên xe là mới xuống xe luôn nha anh em. Đây là những mẫu mới, hàng mới về luôn. Đó. Rồi, chắc là qua bên kho quay ha. Đó, mình chỉ đó Raider thì bên mình cũng đầy đủ màu cho anh em luôn nha. Đối với dòng này thì còn tầm khoảng 48 đến 49 thì nếu mà mua thì anh em sẽ được giảm 1 triệu nha. Thì mình về rất là nhiều nên là mình sẽ giảm giá cho anh em luôn. Thì đối với dòng xe Raider này thì anh em mua góp, anh em trả trước cho mình là khoảng là 5 đến 6 triệu nha là mua được rồi nha. Thì bây giờ mình qua bên kho mình quay thêm những cái dòng xe mới ở bên kho mình mới về luôn thì cho anh em coi luôn nha. Bên cửa hàng của mình nha. Đây mà bữa giờ thì cũng một số bạn hỏi về Sirius với Alpha mới về cũng còn là rất là mẫu mới về luôn nha anh em. Thì mình quay thêm mấy cái con Sirius với Alpha. Sirius SE cũng còn nha. Mà RC cũng còn luôn. Quay Alpha thì bên mình vẫn còn 3 màu, có màu trắng, màu đỏ và màu đen nha. Giá của nó dao động là 20 triệu 500 nha. Đối thời điểm này là 20 triệu 500. Giá mình báo là bao gồm VAT rồi nha anh em. Còn Vario, đây là bên Vario bên mình nè, màu là màu đỏ đen, màu này thì dao động tầm khoảng là 46 thôi anh em. 46 đến 48 tùy vào màu nha, 485 tùy màu. Đó. Còn Sonic thì mấy màu zin thì cũng còn một lô luôn, đỏ đen, màu đỏ đen, màu trắng đỏ đen cũng còn luôn nha anh em. Đó, dao động của Sonic về cái tháng này thì tầm khoảng là 51 đến 53 triệu nha anh em. Đó. Còn đối với Vario 150. Đấy, mình báo luôn dòng Vario 150 này sẽ có màu zin thì màu đen. Màu đen mới về thì nó sẽ là mâm đen nha anh em. Đời 22 nó sẽ là mâm đen chứ không còn là mâm vàng đồng nữa nha. Sẽ có sự mắc cây luôn. Thì giá con này dao động tầm khoảng 65 đến 66 triệu nha anh em. Đó. Bao VAT luôn nha. Các anh em nếu mà làm bị số ở đâu thì các anh em cứ liên hệ với mình phía trên, số điện thoại mình để phía trên nha. Còn màu xanh nhám mà mâm vàng đồng đó là cũng còn rất là nhiều luôn, mới về luôn nha anh em. Đối với cái màu này thì dao động của nó tầm khoảng là 48 triệu 500 nha anh em. Bao VAT luôn. Nếu mà mua góp các anh em trả trước tầm khoảng là 6 đến 7 triệu nha. Đối với dòng xe này, còn nếu mà một số cái màu mà màu 3D sơn lên thì cũng còn mấy cái màu này thì nó sơn lên, độ màu lên thì nó sẽ dao động tầm khoảng là 67 đến 68 triệu nha anh em. Nó có sẽ có màu cam và trắng xanh nha. Và hồng đen, hồng màu hồng cũng còn rất là nhiều luôn. Còn màu trắng đỏ đen là màu zin là bữa giờ cũng rất là nhiều bạn mua này. Màu này cũng đang hot nè. Vì cái màu này là màu zin nên là bạn đi cứ yên tâm luôn. Bảo hành cho các hàng 2 năm luôn nha. Rồi, thì vô trong này là có một lô về Sirius. Sirius đủ màu luôn nha anh em. Một số anh em mà muốn mua xe mà đi làm thôi thì anh em mua xe Sirius này, dòng Sirius này màu rất là nhiều màu luôn, màu đen, màu đỏ đen, rồi màu trắng đen. Đó. Có rất là nhiều màu. Thì đối với cái này thì giá của nó dao động cũng tầm khoảng là 19 đến là 21 triệu 500 nha. Đó, đối với dòng Sirius này. Trả trước cho mình tầm khoảng 2 đến 3 triệu nha, 2 triệu cũng được, mình sẽ hỗ trợ cho anh em mua luôn. Còn Sachia thì Sachia nhập khẩu. Bên mình chỉ còn Sachia nhập khẩu nha anh em. Đó, Sachia nhập khẩu thì nó sẽ có màu xanh và màu đỏ đen. Màu này màu đỏ đen và cái màu này là màu đỏ nhám nha anh em. Đó thì dao động của cái dòng Sachia mà nhập khẩu á, là tầm khoảng 53 đến 54 triệu nha anh em. Đó, thì trả trước cho mình còn 8 đến 9 triệu đối với dòng Sachia này á, là mua được rồi nha.
Còn Janus một số dòng Janus mới về luôn. Janus bên mình về đầy đủ màu. Màu này là màu xanh nhưng mà nó gọi là xanh xanh đen nha anh em. Xanh đen và màu đỏ nhám luôn nè. Bữa giờ có mấy bạn hỏi màu đỏ nhám mà bữa nay cũng về luôn nè. Đỏ nhám và đỏ bóng đều có nha. Janus thì nó dao động tầm khoảng là 26 triệu thôi nha nha. 26 triệu đến 27 triệu nhưng mà tháng này sẽ bớt 1 triệu đối với dòng Janus này luôn nha. Anh em mua thì mình sẽ giảm giá luôn. Thì trả trước cho mình tầm 2 đến 3 triệu đối với dòng Janus này nè. Đó là mua được rồi. Còn kho của mình thì bây giờ là ẹt được rất là nhiều luôn. Nhưng mà hiện tại là mình chỉ báo giá về những cái dòng xe bữa giờ mình chưa có quay nè. Chưa mới về luôn thì mình quay luôn cho anh em á. Thì báo luôn kìa. Còn một số bên ẹt bên này luôn, Spinner luôn nè. Thì anh em qua coi mình báo giá luôn nha. Đây Winner. Winner về Winner Winner. Đây là phiên bản ABS nha anh em, màu đỏ nhám. Màu này cũng nhiều người mua lắm nè. Thì anh em muốn mua thì liên hệ với mình nha. Giá của nó mình sẽ giảm so với là tuần trước thì nó còn lại 44 triệu thôi anh em, bao VAT luôn nha. Rồi, màu đỏ này còn rất là nhiều luôn anh em. Màu đỏ bên mình còn 3-4 chiếc. Winner là giá nhiêu không? Winner màu cũ thì nó tầm khoảng là 39 triệu nha, bao VAT luôn. Rồi bản V3 thì quá nhiều rồi. V3 thì quá nhiều, còn cái bản S150 cũng còn quá nhiều. S150 nó cũng còn màu đỏ nhám nè. Phiên bản RC nha nha. Còn màu trắng đỏ đen cũng còn luôn. Đối với 150 thì nó dao động tầm khoảng là 45 đến 46 triệu nha, bao VAT luôn nha nha. Trả trước cho mình tầm khoảng 5-6 triệu, 5 triệu trở lên là mua được rồi. Đó, đối với những dòng S-Sinter Winner X. Còn rất là nhiều luôn anh em. Còn Vision nè. Đó, Vision bữa giờ bán cũng cháy hàng luôn á. Vision màu xanh đặc biệt là còn quá trời luôn nè. Đó, anh em muốn mua màu xanh thì màu đỏ cũng liên hệ với mình. Màu trắng cũng còn luôn nha. Bản đặc biệt với bản ấy đều có đầy đủ luôn. Cao cấp đặc biệt đều có đầy đủ thì giá của nó dao động tầm khoảng là 36 đến 37 triệu nha, bao VAT cho anh em luôn. Đó, mua góp trả trước cho mình 5-6 triệu cũng được. Đối với Ad thì 155. 155 á, nó có cái phiên bản mới màu đen nè. Thì RC màu đen này nó tầm khoảng là 44 đến 45 triệu nha anh em. Thì giảm 1 triệu. Nếu mà mua cái xe này mình chỉ để cho anh em 44 triệu thôi. Đó, 155. Còn đối với màu xanh GB mà mẫu cũ á, thì nó dao động tầm khoảng là 47 triệu nha anh em. Đó, 47 triệu. Còn đối với màu xanh sơn lên thì đắt hơn 1 triệu nha, là 48. Còn đối với màu xanh đen, màu vàng đen mà phiên bản mới á, nó tầm khoảng là phiên bản giới hạn á, thì nó tầm khoảng là 48 triệu 500 đến 49 triệu nha. Thì nó rất là nhiều luôn anh em. Còn phiên bản giới hạn này, màu bạc, màu trắng ngọc trai. Trắng ngọc trai thì cũng còn đúng là 48 đến 49 triệu nha nha. Đó. Monster cũng còn. Màu trắng đỏ đen cũng còn luôn. Nói chung là bên mình thì đầy đủ tất cả các phiên bản luôn, tất cả các màu luôn là đều có luôn anh em, cứ yên tâm. Thì anh em mua anh em cứ liên hệ với mình số điện thoại ở phía trên hoặc inbox Zalo thì mình sẽ báo giá và cái thủ tục, ví dụ nha, anh em mua xe hay muốn mua góp hay mua tiền mặt thì cứ liên hệ với mình số điện thoại phía trên nha. Nhưng mà anh em mua cứ liên hệ với mình sẽ được giảm cho 1 triệu nha. Đối với những cái dòng xe mình báo giá phía trên nha, cho tháng này nha. Thì cảm ơn anh em đã coi clip của mình nha. Hẹn gặp lại anh em clip sau nha.